Ngày 25 tháng 7 năm 2014, tại trụ sở của Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Polymer, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, giáo sư tiến sĩ khoa học Trần Vĩnh Diệu đã trao tặng tư liệu hiện vật liên quan đến các công trình nghiên cứu của ông cho Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam. Giáo sư tiến sĩ khoa học Trần Vĩnh Diệu được giao trọng trách là giám đốc đầu tiên của Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Polymer, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội từ năm 1987 cho tới năm 2007. Trong thời gian này, giáo sư Trần Vĩnh Diệu đã cùng các đồng nghiệp thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu và ứng dụng thành công vật liệu polymer composite trong thực tiễn với các chế phẩm như gối cầu cao su bán thép có tính chất đàn hồi, chống hiện tượng siêu tĩnh gây nứt cầu bê tông cốt thép, cabin điện thoại công cộng với ưu việt chịu được khí hậu ở Việt Nam. Bên cạnh đó, giáo sư Diệu cùng đồng nghiệp còn thực hiện nhiều nghiên cứu ứng dụng các đề tài hợp tác với Bộ Quốc phòng như là chắn nghiệp vụ, mũ phi công composite, hòm composite chứa đạn. Trong đó, công trình nhà vòm che máy bay chiến đấu là một trong những công trình nghiên cứu mà giáo sư Diệu tâm đắc nhất, đã đạt giải VivaTech năm 1995. Thế còn một cái sản phẩm cuối cùng là cái maquette của cái vòm che máy bay. Thì Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Polymer trong những cái năm 1996-1997 thì đã làm 53 cái hangar, cái vòm như thế này. Tức là vừa thiết kế, nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và cả lắp đặt đấy cho 4 sân bay trên miền Bắc. Thế thì ở đây là đang để cái market này là để tăng một cái máy bay su, một cái máy Mi-21, Su-22, Mi-21. Những cái đây là những cái sản phẩm cũng chưa phải là hết, nhưng mà đây là những sản phẩm điển hình thôi. Thế cũng một cái thời kỳ mà bản thân tôi cùng với cả cộng sự từ các phó giáo sư, tiến sĩ, kỹ sư cho đến công nhân lành nghề, công nhân bình thường thì đã cùng với nhau vượt qua khó khăn để mà làm ra những sản phẩm đóng góp cho đất nước, đặc biệt cho trong lĩnh vực quốc phòng. Thì tôi cũng muốn rằng là thông qua cái Trung tâm Di sản khi mà được đến cái chỗ triển lãm thì được nhiều người biết đến, thì để mà thấy cái truyền thống hoạt động khoa học công nghệ của cán bộ Việt Nam chúng ta và để tạo cho lớp trẻ nó có một cái giao lưu và để hiểu biết cái thế hệ trước đã làm những gì để mà phấn đấu làm cho tương lai.